thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng ở đây là thuốc ức chế men chuyển, ở đây là thuốc chừng cụ thể angiotensin. Thì chúng ta thấy rằng hiệu quả thì là cái mức độ hiệu quả thì gần tương đương với nhau. Nhưng chúng ta khi so sánh về nguy cơ đột quỵ, ở đây là phân tích gộp của từ 6 cái thử nghiệm ACT so sánh giữa thuốc ức chế men chuyển và thuốc chặn thở angiotensin, ví dụ như ở đây Eli, Eli 2, Optiman, Valiant, Detail, On Target, các đồng nghiệp đều biết những cái nghiên cứu này. Thì so sánh với cái tác dụng nguy cơ đột quỵ thì nếu nghiêng về phía bên tay trái thì là thuốc chặn thở angiotensin tốt hơn, nghiêng về phía tay phải là thuốc ức chế men chuyển. Thì chúng ta thấy là phân tích gộp từ 36.535 bệnh nhân thì cái nguy cơ đột quỵ sẽ giảm hơn, tốt hơn ở cái nhóm thuốc chặn thở angiotensin, giảm được 8% nguy cơ đột quỵ. Về cái tác dụng dung nạp, tức là ít tác dụng phụ, như ngay chúng ta đã phân tích ngay từ đầu về tác dụng giãn mạch, về tác dụng gây ho, vân vân, thì các đồng nghiệp nào dùng thuốc ức chế men chuyển chúng ta sẽ thấy rằng có một tỷ lệ bệnh nhân sau khi dùng mặc dù hạ huyết áp rất tốt nhưng sau đó bệnh nhân ho rất khó chịu và chúng ta phải thì nó sẽ liên quan đến tác dụng phụ. Ở đây là cái nghiên cứu sau 16 tuần điều trị ở nghiên cứu PREVENT. Màu xanh là valsartan là thuốc chặn thở angiotensin và thuốc màu xám là lisinopril là thuốc chống men chuyển. Thì chúng ta thấy về cái liên quan đến những cái tác dụng bất lợi thì ở sau 16 tuần điều trị bệnh nhân có ít nhất một biến cố bất lợi thì là tỷ lệ của thuốc lisinopril tăng gấp đôi so với cái chặn thở angiotensin. Và bệnh nhân ho khan chúng ta thấy là tăng gấp 7 lần. Và cái tỷ lệ ho khan này là một trong những cái việc mà gây khó khăn cho vấn đề điều trị. Cũng tương tự như vậy thì về cái tỷ lệ gây đái tháo đường thì chúng ta sẽ thấy rằng là so sánh tất cả các loại thuốc, ở đây là chặn thở angiotensin, chặn men chuyển, chặn kênh canxi, giả dược, chặn beta lợi tiểu, thì chúng ta thấy rằng thuốc chặn thủ thể angiotensin thì cái tỷ lệ gây đái tháo đường là thấp nhất so với các thuốc khác. Và vì cái chuyện mà ít gây tác dụng phụ như vậy thì đưa đến cái việc tuân thủ điều trị là thuốc chặn thở angiotensin là cao nhất so với những thuốc hạ huyết áp còn lại, ví dụ ức chế men chuyển, chặn kênh canxi, là tiểu, chặn beta. Do đó thì cái việc khi phối hợp chữ A thì khuynh hướng ưu tiên lựa chọn là thuốc chặn thở angiotensin nhiều hơn, là vì cái tác dụng phụ ho ít hơn, vì cái tác dụng giảm đột quỵ nhiều hơn và tính tuân thủ cao hơn. Và một điểm cuối cùng chúng ta phân tích là trong cái nhóm chặn thủ thể angiotensin thì có ưu tiên cho thuốc nào hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái thuốc mà chúng ta nói tới nhiều nhất là valsartan. Thì đây là một thuốc chặn thủ thể angiotensin với rất nhiều cái thử nghiệm lâm sàng phủ tất cả các cái phổ bệnh tim mạch, từ yếu tố nguy cơ sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, giãn buồng tim, suy tim, suy tim giai đoạn cuối, đều tất có tất cả các thử nghiệm lâm sàng. Và cho đến hiện nay thì hơn 50.000 bệnh nhân đã được thử nghiệm cái thuốc valsartan và đã có các kết quả rất tốt trong bệnh tim mạch cũng như là trong bệnh thận giai đoạn cuối. Hiệu quả của valsartan, hiệu quả bảo vệ tim mạch được chứng minh và tăng huyết áp thì giảm qua nghiên cứu của Valio sau nhồi máu cơ tim Valiant sau suy tim của Van Hees với các cái kết quả rất là ngoạn mục, giảm 23%, giảm 25% và giảm 44%. Và như vậy thì khi phối hợp valsartan và amlodipine thì các đồng nghiệp sẽ thấy là và cái việc phối hợp sẽ làm giảm thuốc rất là tốt với cái tỷ lệ giảm huyết áp từ khoảng 17-21% khi mà chúng ta so sánh với các cái thuốc khác. Và khi so sánh trên các nhóm bệnh nhân, màu vàng là nhóm bệnh nhân chung, màu xanh là không đái tháo đường và màu nâu là màu vàng sậm là đái tháo đường, thì chúng ta thấy rằng là cái điều trị ở tuần thứ 8 thì đái tháo đường, nhóm đái tháo đường là cái nhóm khó điều trị nhất. Tuy nhiên là sau tuần thứ 16 thì là cái tỷ lệ đạt được là 91.5%. Cái hiệu quả rất là tốt, giúp đạt được 9 trên 10 những bệnh nhân đái tháo đường mà hạ đạt huyết áp. Như vậy thì sau các cái dữ liệu về lâm sàng, về các cái thử nghiệm lâm sàng, sau các khuyến cáo từ Hội Tim mạch châu Âu, từ Hội Tim mạch Hoa Kỳ, trưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ và gần đây nhất là khuyến cáo của Hội Tăng huyết áp Thế giới năm 2020, thì chúng ta đã phân tích về cái mục tiêu điều trị tăng huyết áp và cách thức điều trị tăng huyết áp chúng ta phải phối hợp thuốc ngay từ đầu. Và trong đó dạng phối hợp thuốc tốt nhất thì vẫn là
một cái thuốc chữ A, tức là trong ở đây là thuốc dạng có thể angiotensin phối hợp với thuốc dạng beta blocker, thì chúng ta sẽ có ở đây là valsartan phối hợp amlodipine. Như vậy thì kết luận tăng huyết áp là khởi đầu một chuỗi bệnh lý tim mạch, làm gia tăng nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch. Từ khuyến cáo đến dữ liệu lâm sàng đều ủng hộ cho việc chúng ta phải khởi trị bằng viên phối hợp đôi cho bệnh nhân tăng huyết áp, vì các cái lợi ích đạt được hiệu quả tốt hơn, dung nạp tốt hơn, ít tác dụng phụ, tăng tuân thủ điều trị, chi phí điều trị hợp lý. Trong phối hợp đôi A cộng C thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng chèn thụ thể angiotensin vì lợi ích là giảm biến cố tim mạch, tính dung nạp tốt hơn thuốc trên bệnh chuyển. Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng nghiệp. Tiếp theo chương trình thì chắc là chúng ta sẽ để cái phần hỏi đáp và thảo luận ra sau cùng. Thì tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Trường Sơn trình bày bài báo cáo điều trị tối ưu suy tim từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng. Xin mời tiến sĩ Sơn từ đầu cầu Hà Nội. Vâng, xin chào thầy Hồ Thường Dũng, xin chào quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được tham gia một cái chương trình Lung Symposium để chia sẻ về một cái chủ đề cũng rất là khá là thú vị, đó là cái tối ưu hóa điều trị suy tim, đặc biệt là các bệnh nhân mà suy tim phải nhập viện. Thì chúng ta đã biết là các cái bệnh nhân suy tim mãn tính thì diễn biến theo thời gian thì cái lượng số tần suất nhập viện và mất ngủ ngày càng gia tăng, và từ đó giảm dần chất lượng cuộc sống và làm tăng tỷ lệ tử vong. Và cái đột tử có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong quá trình diễn biến của suy tim mãn tính. Và các nghiên cứu thấy rằng ở những bệnh nhân khi nhập viện thì nguy cơ tử vong cao gấp khoảng 2,5 lần so với bệnh nhân không phải nhập viện, dù bệnh nhân có suy tim hay không có suy tim. Và điều quan trọng chúng ta cũng lưu ý là các cái bệnh nhân mà mới xuất viện về nhà thì thường lúc giai đoạn đầu tiên là được chăm sóc cũng chưa đúng cách, nên là thời điểm này là có nguy cơ cao về bất ổn về huyết động cũng như hoạt hóa quá mức thành cái chảy dịch. Và người ta đã chứng minh, các nghiên cứu thấy rằng là giai đoạn vừa chuyển tiếp ra khỏi bệnh viện thì nguy cơ tử vong cao và cũng như nguy cơ tái nhập viện rất là cao. Và chính vì vậy mà đồng thuận 2019 của Hội Chưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ Mỹ đã cho thấy rằng là người ta đưa ra khái niệm là cái quỹ đạo đường cong của suy tim để nhấn mạnh về các cái thời điểm mà chúng ta cần phải tận dụng các nguồn lực để mà đảm bảo cho cái việc thực hiện điều trị suy tim tối ưu, đó là giai đoạn mà trong quá trình nhập viện và đặc biệt là giai đoạn sau khi ra khỏi viện, thì để mà đảm bảo được cái việc phối hợp giữa bệnh nhân thầy thuốc và việc tuân trị, thì cái việc mà chúng ta yêu cầu về chăm sóc y tế thì nó cao không khác gì với trong quá trình nhập viện. Còn nếu chỉ điều trị thuốc đơn thuần để tối ưu hóa thì thực ra cái vai trò của phối hợp và cái cần thiết về mặt chăm sóc y tế thì không cao bằng cái việc điều trị tổng hòa để đảm bảo được cái mục tiêu điều trị cho suy tim. Và chính như vậy cũng đồng thuận 2019 của Chưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ đã nhấn mạnh bốn thời điểm rất là quan trọng chúng ta phải lưu ý trong điều trị suy tim, đó là thời điểm khi nhập viện, trong quá trình điều trị suy tim, và chú ý hai thời điểm mà chúng ta cũng có thể không quan tâm nhiều, đó là thời điểm chuyển từ thuốc tích mạch sang thuốc uống và đặc biệt là tái khám lần đầu khi ra viện. Cái thời điểm mà chúng ta chuyển từ thuốc mà đường tích mạch sang thuốc uống, chúng ta hết sức cần quan tâm để xem rằng cái việc bệnh nhân có thể tuân thủ cái điều trị thuốc uống đó cũng như hướng dẫn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân để bệnh nhân khi ra viện tuân thủ đúng các cái thuốc mà cho chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống. Và chúng ta khi bệnh nhân ra viện thì cần lưu ý rằng bệnh nhân phải tái khám lần đầu tiên, vì đây là thời điểm mà nó làm bất ổn huyết động và tăng các nguy cơ về tim mạch. Thì chúng ta ngoài đánh giá tình trạng suy tim, ta cần đánh giá đầy đủ về chức năng thận điện giải và các cái chức năng toàn thân, đặc biệt là chúng ta cần phải nắm được và chia sẻ và giáo dục cho bệnh nhân cái khả năng có thể duy trì được thuốc, vì chúng ta biết là nếu không duy trì được thuốc thì cái hiệu quả nó sẽ giảm đáng kể, cũng như mục tiêu điều trị lâu dài của bệnh nhân là gì để chúng ta có những cái định hướng lâu dài cho bệnh nhân. Và với đáp ứng điều trị suy tim thì khi điều trị chúng ta nhớ là chia làm 3 loại. Một là đáp ứng được cái đạt được mục tiêu, có xu hướng đạt mục tiêu thì chúng ta bắt đầu tối ưu hóa điều trị bằng thuốc. Cái thứ hai là khi đáp ứng nhưng chỉ bước đầu thôi thì chúng ta tiếp tục tăng cường các liều thuốc điều trị. Và cái thứ ba là hay gặp trong lâm sàng, đó là điều trị nhưng không cải thiện. Thì ngoài việc tăng cường điều trị
thì chúng ta cần phải bổ sung chẩn đoán, tìm các bệnh lý và yếu tố đi kèm để chúng ta mới tối ưu hóa được điều trị. Và dựa theo ba cái đáp ứng này thì chúng ta có những chiến lược điều trị cho cả quá trình nằm viện, và đặc biệt khi xuất viện thì chúng ta phải lưu ý là cái hiệu quả trong quá trình nằm viện như thế nào, để khi xuất viện chúng ta có quá trình theo dõi điều trị đảm bảo cho cái mục tiêu tối ưu. Về quá trình các cái bệnh nhân, về cái quá trình mà khi bệnh nhân nằm viện thì chúng ta cũng có các bước để đánh giá. Bước nhất là chúng ta cần đánh giá các cái nguyên nhân tại sao đợt này suy tim nặng lên, thì chúng ta cần loại trừ nhồi máu cơ tim cấp, huyết áp được kiểm soát hay chưa, các cái loạn nhịp đặc biệt là dung nhĩ tần số có cao không, rồi bệnh nhân có dùng thuốc theo đúng phác đồ điều trị không, có kiểm soát được cái nước lượng nước vào ra hay không, và các cái thuốc dùng kèm theo ảnh hưởng đến tim mạch, đặc biệt là các thuốc nông steroid, rồi bệnh nhân uống rượu có nhiều không, đặc biệt là chú ý tuổi cao thì cái tình trạng thiếu máu kèm theo, hoặc là các cái cường giáp, hoặc là thiểu năng tuyến giáp, đặc biệt các cái nhiễm trùng toàn thân, hoặc là nhất là cái đường hô hấp, đường tiết niệu, và cuối cùng là các bệnh lý của bệnh tim đi kèm như bệnh van tim, rồi các bệnh viêm màng ngoài tim hay là viêm cơ tim. Bước thứ hai là chúng ta đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch đã có từ trước, đặc biệt là tuổi cao thì người ta đã chứng minh tuổi là yếu tố quan trọng hàng đầu, tuổi càng cao tử vong càng cao, và chúng ta cũng phải hỏi cái tiền sử bệnh nhân trước kia nhập viện nhiều lần hay chưa, vì nếu nhập viện nhiều lần cộng tuổi cao thì nguy cơ tim mạch tăng rất là nhiều. Và đương nhiên phải hỏi các bệnh lý đi kèm từ trước, coi như là đái đường, bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là khi suy thận kèm theo. Và đương nhiên khi làm siêu âm chúng ta phải chú ý đến chức năng về tâm thu của tim, é, và đặc biệt chúng ta cần quan tâm đến cái chức năng của thất phải, mà cũng không phải bác sĩ nào cũng để ý đến điều này. Và cuối cùng là những người ốm yếu, đương nhiên khi nằm viện thì sẽ làm cho cái việc đáp ứng suy tim nó giảm đi. Nhưng nếu khi ra viện mà chúng ta biết hướng dẫn cho bệnh nhân thì nhờ chế độ dinh dưỡng phù hồi chức năng thì không chỉ toàn thân mà cái lâm sàng suy tim cũng được cải thiện rất đáng kể. Bước ba là đánh giá các bệnh lý đi kèm. Thì các bệnh lý đi kèm này cũng làm là yếu tố cho cái suy tim tiến triển. Và đánh giá thì chúng ta đánh giá các bệnh lý của tim mạch và toàn thân. Bệnh lý tim mạch thì cũng giống như các yếu tố mà thúc đẩy của bệnh lý của mạch máu ngoại vi, rồi các bệnh lý của van tim và của cái tăng huyết áp. Còn bệnh lý toàn thân thì chúng ta cũng đánh giá là bệnh đái đường, các cái suy thận, là bệnh lý gan, nhiễm khuẩn, cũng như là thiếu máu cơ tim và các bệnh lý tình trạng toàn thân khác. Tiếp theo là chúng ta cần đánh giá các yếu tố tiên lượng cho mức độ suy tim. Thì thường bác sĩ chúng ta để ý đến là NIHA, để ý đến EF, nhưng thực ra để đánh giá mức độ nguy nặng của suy tim thì đánh giá cần hết sức toàn diện. Đó là chúng ta phải đánh giá bệnh nhân trước đó đã được điều trị bằng ức chế men chuyển hay thụ thể, hoặc chạy beta hay chưa. Nếu chưa thì đương nhiên tim mạch sẽ gia tăng rất là nhiều. Hoặc là trong quá trình điều trị thì do một số các cái lý do như là suy giảm chức năng thận hoặc huyết áp thấp, nhiều bác sĩ thì chúng ta tạm thời dừng ức chế men chuyển hoặc thụ thể, thì đây sẽ tiên lượng rất xấu. Vì vậy chúng ta dừng thuốc ức chế men chuyển hay thụ thể thì hết sức cân nhắc, chứ không chỉ căn cứ đơn thuần là huyết áp thấp hay chức năng thận suy giảm. Và khi ra viện thì cần phải dùng tối ưu được các cái thuốc ức chế men chuyển hay thụ thể hoặc chạy beta, vì nếu không dùng được thì khi ra viện sẽ tăng nguy cơ tim mạch rất đáng kể. Cũng khi nhập viện thì ngoài cái chuyện đánh giá về cái các thuốc dùng thì đương nhiên chúng ta phải đánh giá xem mức độ suy tim sung huyết và suy tim này có phải là thể ướt và lạnh hay không, huyết áp có thấp không, men tim TT có tăng không, natri máu có thấp không, natri niệu có thấp không, và đặc biệt là đáp ứng của lợi tiểu bệnh nhân có được tốt được không. Đương nhiên nếu đáp ứng lợi tiểu không tốt thì suy tim sẽ càng tiến triển nặng hơn. Vậy thì các cái marker thì vai trò gì trong tiên lượng mức độ suy tim? Thì chúng ta đã biết là chúng ta có thể làm TNT, và một số các cái nước thì người ta vẫn làm cả SG2 và galactin 3. Tuy nhiên các marker này người ta đã có thấy được vai trò tiên lượng xấu cho suy tim, nhưng mà để đưa ra được tiêu chí đích cần đạt thì thực ra cũng chưa có khuyến cáo cụ thể, và người ta cũng chỉ đưa ra khuyến cáo rằng có thể chúng ta kết hợp các cái biomarker kể trên để tiên đoán thêm cho cái nguy cơ của cái suy tim trong bệnh viện. Và trong các marker thì tính PRO-BNP và NT-PRO-BNP đã được xác chẩn vai trò của nó trong tiên lượng và trong đánh giá điều trị. Đặc biệt trong quá trình điều trị mà cái PRO-BNP nó giảm được từ 30-60% thì nguy cơ tim mạch khi ra viện thì nó đã giảm đáng kể và cải thiện. Ngoài ra chúng ta cũng xem là các bệnh nhân này trước kia đã được điều trị thuốc, có uống thuốc có đều không, và việc kiểm soát dịch
vào tốt không. Thì đây là một nghiên cứu khá lớn và mới cũng mới nghiên cứu gần đây, thì trên 2.000 bệnh nhân ngay cả ở nước ngoài thì thấy rằng cái việc mà đáp ứng được liều tối đa của oxy men chuyển hình cụ thể chỉ được khoảng 22%, còn chạy beta được 12%. Và nếu chúng ta không đạt được cái liều mà trên 50% theo khuyến cáo thì cái tỷ lệ nguy cơ tim mạch và tử vong tăng rất đáng kể. Vậy trong lâm sàng chúng ta hãy cố gắng là dùng được cái oxy men chuyển và chạy beta liều tối thiểu về 50% theo khuyến cáo thì mới đáp ứng được cái giảm được biến cố tim mạch. Và đương nhiên trong các số biomarker thì cái natri uretic peptide là yếu tố tốt nhất cho tiên lượng. Nếu mà chúng ta điều trị mà giảm được cái natri uretic peptide thì nó giảm được các nguy cơ về tim mạch. Còn nếu mà điều trị mà vẫn không giảm hoặc thậm chí cao lên thì tỷ lệ tái nhập viện, tử vong và phải dùng các phương pháp hỗ trợ như tái hội tổ chức trái thì sẽ tăng lên đáng kể ở các bệnh nhân này. Chính vì vậy mà để sử dụng các cái marker, biomarker trong tiên lượng và trong chẩn đoán suy tim thì khuyến cáo của Tim mạch Hoa Kỳ 2017 đã nhấn mạnh là chúng ta nên xét nghiệm BNP hoặc NT-proBNP trong tất cả các giai đoạn suy tim, ngay từ chỉ là yếu tố nguy cơ, lúc chẩn đoán, lúc tiên lượng và trong tất cả các cái giai đoạn, từ giai đoạn 2, 3 đến các cái đợt cấp của suy tim thì chúng ta nên dùng cái NT-proBNP. Còn các cái marker khác thì cũng có thể áp dụng để chúng ta tiên lượng, tuy nhiên thì nó chỉ là bằng chứng 2B hoặc đôi khi là chỉ là 2A. Và cuối cùng sau khi chúng ta đánh giá tổng thể các cái yếu tố thúc đẩy, các cái nguy cơ tim mạch thì chúng ta sẽ có đưa ra một cái tiên lượng cho bệnh nhân suy tim không đơn thuần chỉ là F hay là ProBNP mà chúng ta cần tổng hòa tất cả các cái yếu tố đó, đặc biệt là dựa vào lâm sàng. Thì chúng ta chia làm ba cái mức, đó là một là cái nguy cơ mà khẩn cấp thì lấy những bệnh nhân vào với suy tim cấp tiến triển như là thiếu oxy nhiều, các cái sốc hoặc là những huyết áp thấp hay là thiểu niệm và các cái tình trạng cấp tính như là nhiễm khuẩn huyết, đột quỵ não hoặc là hội chứng vành cấp cũng như là rối loạn nhịp mà gây huyết động không ổn định. Còn loại nguy cơ thấp hơn là những nguy cơ mà chỉ suy tim thôi, còn các cái chức năng gan, thận, rồi là cái thậm chí kể cả xét nghiệm ProBNP thì cũng trong giới hạn bình thường. Và nguy cơ trung bình đó là nằm trung gian giữa hai nguy cơ kể trên, đó là có suy tim, có các cái nhịp nhanh hoặc là có rối loạn chức năng gan, thận, natri thấp, tuy nhiên thì không ảnh hưởng về huyết áp quá nặng như sốc tim hay là loạn nhịp. Như vậy là khi bệnh nhân suy tim vào thì đã có các cái tiến triển như vậy, chúng ta đánh giá các yếu tố nguy cơ và chúng ta cần điều trị. Thì khi mà suy tim thì đương nhiên về mặt cơ chế sinh lý bệnh tạo ra hiệu ứng để thích ứng cho suy tim thì nó có hai cái hiệu ứng chính, một là làm xấu thêm tình trạng suy tim, đó là kích hoạt hệ thống cường giao cảm và kích hoạt hệ thống gradin angiotensin. Hai hệ thống này làm cho tăng huyết áp, tăng cholesterol, sơ hóa cơ tim và làm phì lại cơ tim. Nhưng rất là may có hệ thống kích hoạt hệ thống tốt, tức là tăng cái quá trình hệ thống của natri uretic peptide thì lại đảo ngược cái quá trình xấu kể trên, đó là làm giảm huyết áp, giảm sơ hóa, giảm phì đại và giảm cái hoạt hóa hệ thống renin angiotensin. Và như vậy mục tiêu của chúng ta điều trị đó là chúng ta kích hoạt hệ thống tốt là dùng các sản phẩm natri để kích hoạt hệ thống natri uretic peptide và dùng các thuốc để ức chế các hệ thống renin angiotensin như là các ức chế thụ thể hoặc men chuyển, hoặc là ức chế hệ thống giao cảm bằng các chạy beta. Và chúng ta đã biết thì có rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh được cái vai trò của các hệ thống này, thuốc tác động hệ thống này trong điều trị suy tim, đặc biệt là các nghiên cứu gần đây về acne. Trong cái điều trị suy tim mà nhập viện thì cái vai trò lợi tiểu là vô cùng quan trọng trong giai đoạn đầu tiên. Thì thường chúng ta sẽ căn cứ vào cái liều lợi tiểu đã dùng thuốc ở nhà, và khi ở viện thì thường theo khuyến cáo người ta dùng ngay cái thuốc lợi tiểu tĩnh mạch và cái liều thường phải gấp 1 đến 2,5 lần so với liều ban đầu, và nên chúng ta chia 2-3 lần một ngày. Có các quý đồng nghiệp là chúng ta liều lại vẫn lưu trì liều viên hoặc là cái liều tĩnh mạch nhưng mà cũng không phải liều quá cao, hoặc là chúng chỉ dùng một lần, thì đây là cái sẽ làm ảnh hưởng đến suy tim. Và khi chúng ta đánh giá cái hiệu quả của thuốc lợi tiểu thì chúng ta cần đánh giá cái lượng nước tiểu, đặc biệt là trong giờ, và đương nhiên là các cái đánh giá điện giải và các sản phẩm khác. Thì nếu mà đáp ứng được tốt thì đương nhiên chúng ta tiếp tục duy trì lợi tiểu, còn chỉ đáp ứng ban đầu sau đó thì hiệu quả thấp lại thì người ta khuyến cáo là chúng ta phải tăng liều lợi tiểu lên gấp đôi so với ban đầu và thậm chí xem các cái thuốc lợi tiểu khác kèm theo. Còn nếu không đáp ứng gì mà thậm chí là kém đi thì ngoài cái việc tăng liều lợi tiểu lên thì chúng ta phải xem xét dùng các thuốc vận mạch
và đánh giá các cái yếu tố toàn thân khác để đảm bảo tối ưu trong điều trị suy tim. Và đối với các cái thuốc trên men chuyển cụ thể thì chúng ta đã biết được cái vai trò của nó trong điều trị suy tim. Tuy nhiên thì đương nhiên là với cái các nghiên cứu gần đây của Beacni thì chúng ta đã thấy là không chỉ suy tim mạn với nghiên cứu Paradigm mà còn suy tim cấp với nghiên cứu Pioneer và Transition, cũng như là cải thiện được các cái chỉ số siêu âm và tái cấu trúc với nghiên cứu Evaluate và nghiên cứu Proof HF, và làm cho quá trình điều trị suy tim chúng ta biết là rất nhiều các cái tái nhập viện cũng như tần suất ở bệnh nhân mà điều trị chuẩn, nhưng với Acne thì rõ ràng là tỷ lệ tái nhập viện và tần suất nặng của bệnh nó giảm dần theo cái diễn biến của suy tim. Thì đã có một nghiên cứu, các đồng nghiệp đã nắm rất là biết rất là nhiều về cái nghiên cứu này, là nghiên cứu Paradigm, đánh cứu bản lề so sánh giữa cái Enalapril và cái Acne và đánh giá sau 27 tháng. Thì và cái tiêu chuẩn lựa chọn chính là các cái suy tim mãn tính và phần lớn độ 2, độ 3 và có một tỷ lệ độ 4. ES thì rất là thấp, chỉ 3%, và cái nồng độ BNP trung bình là 250. Tuy nhiên, các bệnh nhân này phải huyết áp trên tâm thu ở trên 100 và eGFR phải trên 30. Và đương nhiên các bệnh nhân này vẫn điều trị rất tốt bằng các cái thuốc điều trị nền suy tim cơ bản. Thì kết quả rất là ngoạn mục, tất cả các đồng nghiệp đã biết là so với chế men chuyển là cái thuốc đầu tay Enalapril thì với tiêu chí chính đã giảm 20% các nguy cơ tử vong do tim mạch, và đặc biệt là 21% cái nguy cơ phải nhập viện cho suy tim, vì càng nhập viện nhiều lần thì rõ ràng biến cố tim mạch càng tăng, và tiêu chí phụ là giảm được 16% nguy cơ tử vong do mộng nguyên nhân. Thì trong tim mạch thì ngoài điều trị triệu chứng của suy tim, chúng ta cần phải cải thiện được cái tử vong tim mạch, đấy là cái tiêu chí chính trong điều trị suy tim. Ngoài ra thì không chỉ cải thiện về biến cố tim mạch mà người ta thấy rằng là trong nghiên cứu Proof HF thì người ta đánh giá cái siêu âm tim trong thời gian theo dõi 6 tháng, 12 tháng thì thấy là cái EF tăng đáng kể, và sau 12 tháng thậm chí tăng tới 13%, cái EF tăng rất là mạnh mục. Và song hành với nó là các cái chỉ số kích thước buồng tim, cả tâm thu, tâm trương thì cũng giảm đáng kể, và thậm chí sau 12 tháng giảm tới được 15mm buồng tim, là một cái cũng rất là khó đạt được so với các thuốc khác. Ngoài ra, vừa nhờ cải thiện được cái biến cố tim mạch, cải thiện được cái suy tim, cải thiện được cái tái cấu trúc, thì ở những bệnh nhân mà suy tim dùng acne so với suy tim mà chỉ dùng trên men chuyển không, thì thấy rằng là cái tỷ lệ rối loạn nhịp như là nhanh thất bền bỉ, nhanh thất không bền bỉ, và tỷ lệ phải sốc điện do các loạn nhịp ở những bên kèm ICU giảm đáng kể giữa acne so với lại trên men chuyển và thực thể khác. Thế còn lấy suy tim mãn tính thì Paradigm đã xác nhận được vai trò rồi. Với suy tim cấp tính thì sao? Thì với nghiên cứu rất nổi tiếng mà chúng ta đã biết là Pioneer HF lựa chọn một nhân suy tim cấp tính, thì khi nhân vào viện đương nhiên chúng ta phải điều trị ổn định trong vòng 1 đến 10 ngày. Sau đó thì dùng 8 tuần hoặc là Enalapril hoặc là Acne. Và sau khi điều trị xong thì đến từ tuần 8 đến tuần 12 thì cả hai nhóm này đều dùng Acne, đánh giá được cái mức NT-proBNP và các cái biến cố tim mạch xem như thế nào giữa hai nhóm. Và về cái tiêu chuẩn chọn bệnh nhân của nghiên cứu Pioneer đó là những bệnh nhân suy tim cấp. Tuy nhiên thì bệnh nhân suy tim này phải được điều trị ổn định, làm sao đạt được huyết áp tâm thu trên 100 mét thủy ngân trong vòng ít nhất 6 giờ, và không được dùng các thuốc vận mạch. Liều lượng tiểu thì cũng chỉ duy trì như vậy, và chú ý là eGFR phải trên 30. Cách dùng thì như sao ạ? Với huyết áp mà 100 đến 120 dùng acne trong vòng acne liều 50mg hai lần một ngày. Còn nếu huyết áp tâm thu trên 120 thì chúng ta có thể dùng ngay acne liều là 100mg hai lần một ngày. Và sau đó thì dựa vào huyết áp tâm thu để chúng ta nâng liều, thường là sau 1 đến 2 tuần cho nâng liều gấp đôi so với liều ban đầu để đạt được đích là 200mg hai lần một ngày. Thì về tiêu chí chính đó là giảm cái mức độ NT-proBNP giữa hai nhóm, thì rõ ràng trong 8 tuần đầu tiên thì giữa cái nhóm dùng acne thì cái NT-proBNP giảm rất đáng kể và giảm rất nhanh và duy trì hết 8 tuần. Trong đó nhóm Enalapril thì cũng giảm, nhưng mà hiệu quả giảm của nó thấp hơn so với proBNP so với acne tới 29%. Và ở những đoạn sau thì chúng ta dùng đoạn đầu acne và Enalapril rồi, dạng sau thì hai nhóm đó đều dùng acne, thì rõ ràng ở cái nhóm acne dùng ngay từ đầu thì proBNP tiếp tục giảm tốt hơn so với nhóm mà chúng ta lúc đầu dùng Enalapril và sau đó chúng ta mới dùng acne. Như vậy chúng ta nên dùng acne sớm ngay từ đầu thì hiệu quả
đặc biệt trên phố huyện nó cải thiện tốt hơn và lâu dài hơn. Đặc biệt ở trong biến cố tim mạch thì trong 8 tuần đầu thì cái nhóm mà dùng ACNI rõ ràng các biến cố tử vong, nhập viện suy tim, chờ ghép tim nó giảm tới rất là cao, trên 40% so với nhóm bệnh nhân Lapin. Trong khi đó nghiên cứu Paradigm thì chúng ta thấy là chỉ giảm cái nguy cơ tim mạch tử vong khoảng 20%. Với liệu rằng có phải là trong giai đoạn cấp mà ổn định thì dùng ACNI thậm chí còn tốt hơn nhiều so với suy tim mà mãn tính, bởi vì chúng ta giảm tới 46%, cao gấp đôi so với suy tim mãn tính nếu dùng ACNI. Và điều rất thú vị đó là cái điều trị ACNI thì nó không chỉ cải thiện tốt ở những bệnh nhân mà suy tim lần đầu nhập viện, mà kể cả những bệnh nhân mà suy tim mãn tính có nhiều đợt cấp vào viện thì cái hiệu quả ACNI vẫn vượt trội hơn hẳn so với enalapril về các cái biến cố tim mạch. Và chúng ta cũng lưu ý là trong cái toán tầm đầu thì ngoài cái việc giảm PV rất là ngoạn mục thì các cái bệnh nhân mà về biến cố tim mạch thì cũng tiếp tục giảm 8 tuần. Và sau đó thì dù hai nhóm này được cùng dùng ACNI nhưng mà cái biến cố tim mạch ở cái nhóm mà dùng ACNI từ đầu thì tiếp tục giảm hơn rất nhiều so với bệnh nhân mà dùng ACNI dặn sau, mà giảm tới 46% kể cả những tuần thứ 13 trở đi. Như vậy là cái việc dùng sớm ACNI nó không chỉ giảm proBNP, cải thiện triệu chứng mà giảm biến cố tim mạch rất là tốt khi được dùng sớm so với chúng ta dùng enalapril từ đầu sau đó mới chuyển ACNI. Thế trong đoạn cấp này thì ACNI rượu dùng có giảm huyết áp đáng kể hay là tăng kali máu không so với suy tim mạng thì rõ ràng là có, nhưng mà cái mức độ thì cũng không phải là quá có ý nghĩa thống kê so với enalapril. Như vậy là cái hiệu quả rồi và tính an toàn của ACNI đối với các bệnh nhân suy tim cấp tính ổn định chúng ta hoàn toàn an tâm. Và một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu Transition đánh giá liệu rằng có bao nhiêu bệnh nhân có thể đạt được liều tối đa 200 mg 2 lần một ngày ở tuần thứ 10 cũng là suy tim cấp tính. Thì các cái lựa chọn đầu vào của Transition thì khá giống như cái Pioneer, cũng là suy tim độ 2 đến độ 4, F nhỏ 4%, và chúng ta cần có điều trị suy tim ổn định trong vòng ít nhất 24 giờ và tâm thu cũng phải trên 110. Thì kết luận của nghiên cứu Transition đã thấy rằng là trên một nửa bệnh nhân suy tim cấp tính vào điều trị đạt được liều đích là 200 mg 2 lần một ngày trong vòng 10 tuần, và trên 86 bệnh nhân đạt được vẫn điều trị duy trì được cái ACNI mà không cần phải dừng lại. Như vậy là cái việc mà điều trị các ACNI này thì không bị cũng khá giống cho các cái nhóm khác ở trong bệnh viện, ta không bị giảm phải ngưng do tự phụ của ACNI. Và chính vì hai cái thử nghiệm Pioneer và Transition, đặc biệt là thử nghiệm Pioneer đã bước ngoặt trong cái khuyến cáo điều trị suy tim. Đầu tiên là khuyến cáo của SC đồng thuận 2019 thì đã cho thấy rằng các bệnh nhân nhập viện do suy tim đợt cấp hoặc là đợt cấp suy tim mạng thì hoàn toàn có thể khởi trị ngay bằng ACNI thay vì chúng ta phải dùng ức chế men chuyển hay thụ thể. Và các bệnh nhân này khi đã nhập viện đợt cấp này rồi thì đó là những bệnh nhân nguy cơ cao biến cố tim mạch, nên chúng ta cũng không cần thiết phải thử NT proBNP trước khi khởi trị so với khuyến cáo của ESC 2016 với suy tim mãn tính của ACNI. Và đây là cái sự thay đổi khuyến cáo của tim mạch châu Âu, là trước kia thì chúng ta chỉ dùng ACNI khi chúng ta điều trị tối ưu hóa bằng các thuốc chế men chuyển và thụ thể trước, không được thì chúng ta mới chuyển ACNI. Thì với ngày 2019 đã có thể dùng ngay ACNI ngay từ đầu mà không nên không cần phải khởi trị bằng ACNI bằng thuốc chế men chuyển hay thụ thể trước để làm giảm biến cố tim mạch và giảm triệu chứng của suy tim. Và cũng như vậy, AHF 2019 cũng khẳng định, tái khẳng định là Pioneer, nghiên cứu Pioneer HF đã cung cấp một bằng chứng về an toàn và hiệu quả, và hoàn toàn chúng ta nên dùng ngay cho bệnh nhân suy tim cấp nhập viện đã ổn định với huyết áp tâm thu trên 100 và không phải dùng các cái thuốc vận mạch. Và một số điểm lưu ý khi chúng ta dùng ACNI đó là ở những bệnh nhân mà suy tim mạng thì đương nhiên chúng ta đã có khuyến cáo rồi. Nhưng với suy tim cấp thì khi vào viện thì chúng ta chưa nên dùng ngay, mà chúng ta cần điều trị vài ngày khi mà không phải dùng thuốc vận mạch và không phải tăng liều lượng tiểu cũng như là huyết áp đầu trên 100 thì chúng ta nên dùng ACNI và nên dùng sớm, dùng càng sớm thì hiệu quả càng tốt. Và khi dùng thì tất đương nhiên chúng ta phải tăng liều dần theo cái trị số huyết áp. Với huyết áp ban đầu mà 100 đến 120 thì khởi trị chúng ta dùng liều 50 mg uống 2 lần một ngày. Nhưng khi huyết áp tâm thu mà vào viện mà trên 120 thì hoàn toàn sẽ khởi trị với liều là 100 mg 2 lần một ngày. Và chúng ta đánh giá
Sau 1 đến 2 tuần, nếu các doanh thu tiếp tục vẫn trên được 100-110 thì hoàn toàn chúng ta có thể tăng liều gấp đôi acne để đạt liều tối đa là 200 mg 2 lần một ngày. Và các bệnh nhân suy thận thì thực sự hiện nay cũng chưa có bằng chứng nhiều về cái vai trò acne đối với suy thận F nhỏ 30 EGFR nhỏ 30 phút. Vậy nhóm đối tượng này chúng ta cũng cần cân nhắc. Và hết sức chú ý là khi chúng ta đang dùng trên men chuyển mà chuyển sang acne thì chúng ta phải dừng 36 giờ. Còn nếu đã dùng ức chế thụ thể từ trước rồi thì không cần phải có thời gian nghỉ. Khoa chúng tôi có bác sĩ đang dùng trên men chuyển sang acne ngay thì cái app nó làm cho cái app tụt rất là nhiều, đặc biệt là phù mạch, thì chúng ta hết sức chú ý cái yếu tố này. Thế thì các cái thuốc cơ bản chúng ta biết rồi, thì vậy một cái thuốc thế mới chúng ta đã biết là cái ức chế SGLT2 thì sao, thì đã có rất nhiều nghiên cứu trước và hiện nay đã đưa ra thì có thể về biến cố tim mạch, về tử vong nói chung thì có một số thuốc thì không có hiệu quả rõ rệt, nhưng mà riêng về với suy tim thì tất cả các nhóm thuộc dòng SGLT2, ức chế SGLT2 đều có cái hiệu quả rất mạn mục. Đặc biệt gần đây thì chúng ta đã biết là hai nghiên cứu rất là striking, late breaking, đó là Emperor và Dapadev, thì người ta cũng nghiên cứu ở bệnh nhân suy tim mãn tính F nhỏ 40%, thì bao gồm cả bệnh nhân đái đường và không đái đường, để xem hiệu quả của nó về tử vong tim mạch và cái biến cố tim mạch ra sao. Thì ở cái nhóm dù đái đường hay không đái đường thì rõ ràng ức chế SGLT2 thì nó cũng hiệu quả khá là tốt, tương đương nhau dù không đái đường. Nhưng chú ý là các nghiên cứu đều chứng minh rằng cái hiệu quả của ức chế SGLT2 đối với cái thận nó cải thiện, nhưng thực sự dạng đầu tiên nó lại giảm cái mức lọc cầu thận thậm chí 76 tuần đầu, và sau 76 tuần thì bắt đầu chức năng thận mới đầu cải thiện tăng dần lên. Nên là dạng đầu mà suy thận thì chúng ta hết sức cân nhắc theo dõi chức năng thận khi dùng. Và thêm mức độ suy tim vì sao, thì cái nghiên cứu phân tích gộp thấy rằng là kể cả Emperor và Dapadev thì hiệu quả nó không nhiều lắm, có hiệu quả nhưng không tốt ở những bệnh nhân suy tim độ 3, độ 4, trong đó độ 2 thì hiệu quả nó cải thiện rất là rõ rệt. Thế thì nếu chúng ta mà có điều kiện chúng ta dùng cả acne và kết hợp với ức chế SGLT2 thì thế nào? Thì ta thấy rằng là cái nhóm mà dùng acne thì thấy rằng hiệu quả thậm chí tốt hơn so với nhóm mà không dùng acne khi mà chúng ta kết hợp với ức chế SGLT2. Như vậy là thế vậy thì chúng ta nên lựa chọn cái sản thuốc nào khi mà bệnh nhân không có điều kiện kinh tế, ức chế SGLT2 hay là acne? Thì chúng ta cũng lưu ý là nghiên cứu Imperial mới đưa ra gần đây thấy rằng là ức chế SGLT2 thì rõ ràng cải thiện biến cố tim mạch, nhưng mà các cái triệu chứng khách quan và chủ quan thì cải thiện không nhiều, đó là các cái thang điểm về khó thở, thang điểm về mệt, thang điểm về cái suy tim xuất huyết, và đặc biệt là NT-proBNP thì thực sự trong 6 tuần đầu thì hầu như không cải thiện, và từ tuần thứ 6 tuần thứ 12 có cải thiện nhưng mà cái P của nó cũng không ý nghĩa nhiều. Vậy thì cái này tôi thấy hay là cái chỗ nó cải thiện biến cố tim mạch có thể do tác dụng toàn thân, nhưng mà về riêng về tim, về triệu chứng về NT-proBNP thì rõ ràng cái việc cải thiện của nó không nhiều so với lại các cái thuốc khác. Và từ nghiên cứu PEDI thì dù là suy tim nặng hay là suy tim mức độ nhẹ thì nó vẫn có cải thiện rất đáng kể khi so sánh giữa acne và cái enalaprin. Đặc biệt là khi mà dùng acne thì rõ ràng là cái NT-proBNP nó giảm rất nhanh và tiếp tục duy trì kéo dài kể cả bệnh nhân xuất viện trong tuần thứ 10. Và cái việc giảm cái proBNP đó thì nó không chỉ ở những bệnh nhân mà suy tim lần đầu, mà nó cả những bệnh nhân mà suy tim mà cấp mà ở những trên nền suy tim mạn từ trước thì nó hiệu quả cũng rất là ngoạn mục. Thì vậy thì điều trị suy tim kinh điển chúng ta có một cái tam giác vàng ở ức chế beta, ức chế anactone và ức chế cụ thể hoặc men chuyển. Thì hiện nay với các nghiên cứu gần đây thì hoàn toàn chúng ta có thể có một cái tam giác vàng mới, vẫn giữ nguyên chạy beta ở ức chế anactone nhưng có thể thay thế acne so với ức chế men chuyển và cụ thể từ ngày xưa. Thì tôi cũng xin chia sẻ một ca lâm sàng ở tại khoa tim mạch của chúng tôi, là cũng một cái tình trạng khá nặng mà chúng ta nên điều trị theo một khuyến cáo mới như thế nào, áp dụng khuyến cáo ra sao. Thì bệnh nhân nam 46 tuổi và cũng thừa cân, cao 1m6 nhưng mà nặng 80 cân và BMI chúng tôi tính là 31. Tiền sử thì có tăng huyết áp và đái đường nhiều năm, thì chúng tôi cũng có chụp mạch vành thì hoàn toàn là bình thường. Bệnh sử là bệnh nhân này có cái suy tim 3 năm nay rồi,
và thường xuyên được điều trị. Nhưng đợt này vào viện thì khó thở, cả khi nằm và đi tiểu ít. Khám thì có tình trạng phù da lạnh và nhịp tim thì nhanh, huyết áp chỉ có 85 trên 60 và gan thì to. Về xét nghiệm cận lâm sàng điện tim là nhịp xoang. Xét nghiệm máu thì điện giải thì bình thường, đường máu bình thường. Chức năng thận bị ảnh hưởng và độ thanh thải creatinine là 47 mg/min phút và ProBNP đương nhiên tăng rất là cao tới 8.000. Siêu âm tim thì buồng tim rất là giãn, EF chỉ có 20%, giảm đều vận động thành thất, áp lực phổi cũng tăng rất là cao, 50 mét thủy ngân. Bệnh nhân thuốc vẫn đang dùng chạy beta, lợi tiểu, insulin, metformin và có một cái là bệnh nhân đã bỏ trị cái pirenoprim. Thế thì theo các cái khuyến cáo chúng ta đánh giá từng bước, một là xem cái yếu tố gì thúc đẩy làm suy tim nặng lên thì rõ ràng bệnh nhân điều trị thì không được thường xuyên và đã bỏ thuốc, hai nhịp tim khá nhanh, còn các yếu tố khác thì chưa rõ. Hai là chúng xem tiền sử bệnh trước đó thì bệnh nhân có đái đường và tăng huyết áp thì đương nhiên là nguy cơ cao. Cái thứ ba là xem mức độ nguy cơ của suy tim, nó không đơn thuần dựa vào ép hay vào lâm sàng suy tim, mà chúng ta cần phải có một cái đánh giá tổng thể. Đó là bệnh nhân này thì không được thăm khám thường xuyên, bỏ trị. Hai là suy tim xuất huyết, nhưng mà suy tim này thể là lạnh và ướt thì cái tiên lượng xấu hơn. Ba là huyết áp thấp. Bốn là gì? Ép thấp rồi, ProBNP tăng cao. Năm có tổn thương thận và điều quan trọng là bệnh nhân vẫn dùng thuốc nhưng đáp ứng kém với thuốc đang dùng. Như vậy là sáu yếu tố này làm cho cái tiên lượng cho mức độ suy tim nặng hơn, không chỉ đơn thuần là EF hay là ProBNP. Vậy thì cái xử trí bệnh nhân này ra sao? Một là chạy beta thì chúng ta có duy trì không hay là cắt vì suy tim rất nặng, EF thấp rồi huyết áp tụt. Hai lợi tiểu thì nên dùng thế nào, huyết áp cũng đang thấp, có thể giảm lợi tiểu hay không, và đã nên dùng thuốc cường tim hay chưa vì huyết áp đang thấp và đáp ứng thuốc đang kém, và chúng ta có dùng lại Vinopin hay không, hay là chúng ta dùng ngay ức chế SGLT2 hay là dòng acne. Thì chúng tôi xử trí là trong vòng 2 ngày đầu tiên thì theo khuyến cáo chúng tôi giảm nửa liều chạy beta, thì vì đây là suy tim tiến triển huyết áp thấp thì chúng ta nên dùng nửa liều chạy beta với các bệnh nhân này. Và cái đường lợi tiểu thì vì đáp ứng lợi tiểu kém so với ở nhà thì chúng tôi dùng ngay cái liệu tiểu đường tĩnh mạch, và liều thì thường gấp đôi so liều ban đầu. Và trước kia là dùng 2 viên 40, bây giờ chúng tôi là dùng 80 mg và nên chia thành 2 đến 3 lần trong một ngày. Cái này tôi chia 2 lần sáng chiều và tôi theo dõi nước tiểu hàng giờ để chỉnh làm sao cho cái nước tiểu cứ phải 80 đến 100 lít, đạt được 80 đến 100 lít trong vòng các cái giờ đầu tiên. Bệnh nhân này tuy được dùng lợi tiểu khá là cũng liều cũng khá cao rồi nhưng mà nó vẫn còn khó thở. Nên là chúng tôi đã phối hợp với dobutamine để nâng huyết áp và cải thiện suy tim. Còn pirenoprim thì tôi chưa dùng ngay vì bệnh nhân có suy thận và huyết áp còn thấp, còn chưa khuyến cáo trong việc dùng các ức chế SGLT2 cũng nhắc đi ở bệnh nhân suy tim cấp. Còn thuốc khác thì tôi vẫn duy trì như đang bệnh nhân đang dùng. Thì rõ ràng đến ngày thứ ba thì cái lâm sàng bệnh nhân cải thiện khá tốt, bệnh nhân đỡ phù, đi tiểu tốt khoảng 2 lít một ngày và đã cắt được dobutamine. Mạch thì giảm xuống còn 90 lần một phút, huyết áp tăng lên được 110 trên 60 và cái bằng chứng khách quan là xét nghiệm PNB đã xuống còn 6.000. Vậy thì tiếp theo chúng ta đã dùng ức chế men chuyển thụ thể hay acne chưa? Và có thể phối hợp với ức chế SGLT2 hay không? Và nếu do điều kiện kinh tế khó khăn thì chúng ta nên chọn acne trước hay ức chế SGLT2 trước? Thì theo các nghiên cứu chúng ta đã trao đổi ở trên thì rõ ràng ở bệnh nhân suy tim cấp ổn định, không phải dùng vận mạch và lợi tiểu thì vẫn duy trì như vậy thì cho nên dùng acne ngay khi mà huyết áp trên 100. Ở đây bệnh nhân huyết áp 110 nên chúng ta đã dùng luôn cái liều là 50 mg 2 lần một ngày. Còn nếu mà trên 120 thì thậm chí chúng ta dùng ngay 100 mg 2 lần một ngày, nhờ nghiên cứu Pioneer đã chứng minh. Và đương nhiên là hết suy tim cấp thì chúng ta có thể dùng các ức chế SGLT2. Tuy nhiên nếu mà do được kinh tế mà chúng ta phải lựa chọn cái nào trước, acne hay ức chế SGLT2 trước, thì rõ ràng các nghiên cứu thấy rằng là gì, ức chế với acne thì nó giảm được ProBNP nhanh hơn, cải thiện chứng tốt hơn, và nhất là khi có suy thận thì ức chế SGLT2 làm giảm lượng cầu thận trong 76 tuần đầu. Thế là với cá nhân chúng tôi mặc dù chưa có nghiên cứu đối đầu mà chúng tôi vẫn lựa chọn acne để cải thiện các cái triệu chứng, cải thiện suy tim và ngăn ngừa cái suy thận có thể tiến triển. Thì rõ ràng ngày thứ 10 khi bệnh nhân xuất viện, chuẩn bị xuất viện thì lâm sàng bệnh nhân đã cải thiện rất nhiều, hầu như không còn phù, nhịp tim huyết áp ổn định. Và bước tiếp theo là chúng tôi
cần phải kiểm soát các thông số lâm sàng, các lâm sàng trước khi ra viện. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng, phải phối hợp hướng dẫn bệnh nhân và người nhà để đảm bảo việc quản lý điều trị và theo dõi suy tim phải rất là sát. Và thứ hai là sau một tuần điều trị thì hoàn toàn chúng ta phải tăng liều ACNI lên 100mg 2 lần một ngày. Và khi ra viện theo dõi thì sau 2-3 tuần nếu có thể tiếp huyết áp tâm thu vẫn trên 110-120 thì thậm chí lên 200mg 2 lần một ngày. Và trong quá trình điều trị mà nếu nhịp tim vẫn còn nhanh trên 70 thì hoàn toàn chúng ta có thể kết hợp với ivabradin. Và khi ra viện thì vô cùng quan trọng là chúng ta yêu cầu bệnh nhân phải quay lại để tái khám lần đầu. Đây là cái lần rất nhạy cảm, làm tăng nguy cơ tử vong và tim xuất viện và nhập viện nếu chúng ta không đánh giá tốt. Chúng ta cần đánh giá lần này, đánh giá tình trạng suy tim, tình trạng toàn thân, chế độ thuốc đang dùng và bước tiếp theo để chỉnh thuốc và quản lý bệnh nhân tốt nhất. Vậy kết luận, tôi xin đưa ra mấy kết luận như sau. Thứ nhất là khi điều trị suy tim thì đương nhiên chúng ta cần kiểm soát toàn diện các yếu tố thuận lợi thúc đẩy suy tim, các bệnh đi kèm, đánh giá các nguy cơ suy tim và mức độ suy tim nặng, không đơn thuần chỉ là triệu chứng suy tim hay là EF mà phải đánh giá toàn diện. Và điều quan trọng là chúng ta cần chú ý 4 thời điểm: khi nhập viện, khi điều trị, lúc chuẩn bị ra viện và lần tái khám đầu tiên. Đây là những thời điểm rất nhạy cảm làm suy tim có thể nặng lên. Và với các nghiên cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các thuốc mới nhấp ni thay cho chế mẹ chuyển hay cụ thể ở bệnh nhân suy tim mãn tính. Còn đương nhiên ở bệnh suy tim cấp tính thì chúng ta sẽ điều trị khi mà qua giai đoạn cấp, và khi qua giai đoạn cấp thì ta nên dùng càng sớm càng tốt ở những bệnh nhân mà không phải dùng vận mạch và chậm. Và chúng ta cũng nên tăng liều ACNI sau mỗi 1 đến 2 tuần điều trị nếu huyết áp tâm thu mà trên 100-110 để đạt đích được là liều tối đa ưu nhất, đó là 200mg 2 lần một ngày. Vâng, bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp và cũng rất mong được sự đóng góp, sự tham gia và những câu hỏi và câu chia sẻ với đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Án lâm sàng minh họa chúng ta một trường hợp rất là nặng và được xử trí thành công. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thảo luận và hỏi đáp. Thì đầu tiên em phóng cái chữ nó lớn lên. Rồi một cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất thôi. Câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Trung Định gì đó. Thì nếu một bệnh nhân tăng huyết áp đã lâu, hiện tại dùng amlodipine một viên nhân 2 đạt huyết áp mục tiêu, vậy có cần phải đổi qua kết hợp hay cộng C nếu có điều kiện? Thì cái câu hỏi này thì chúng ta có thể trả lời một cách tương đối cũng không phải là khó khăn. Tức là như chúng ta đã phân tích theo cái khuyến cáo của ISH, tức là Hội Tim Mạch, Hội Tăng Huyết Áp Thế Giới năm 2020, thì cái việc mà chúng ta điều trị hạ huyết áp trong như trước đây, chúng ta có thể dùng, nếu mà gọi là essential, tức là điều trị tăng huyết áp thiết yếu, thì chúng ta có thể dùng bất kỳ thuốc gì mà chúng ta điều trị theo các khuyến cáo trước đây là một thuốc, thì như vậy là bạn đã đạt được cái mục tiêu thành công. Tuy nhiên với những cái yêu cầu càng ngày và những cái khuyến cáo gần đây thì cái việc mà phối hợp thuốc là rất là nên làm, bởi vì cái cơ chế tác dụng của hai thuốc nó giúp cho tăng cái cơ chế tác dụng lên, nó giúp tăng cái hiệu quả điều trị, nó giúp giảm tác dụng phụ. Thì cái việc mà chúng ta nếu có điều kiện thì nên chuyển qua viên kết hợp thì vấn đề đó cũng rất là tốt. Còn nếu bệnh nhân không có điều kiện thì mình vẫn dùng thuốc tiếp tục như cũ. Và sau đó nếu mà khi bạn dùng hai viên amlodipine mà không đạt thì khi mình tăng liều thì mình nên chuyển sang cái việc phối hợp. Câu hỏi tiếp theo là của, xin cho câu hỏi thứ hai. Của bạn Ánh Hồng hỏi là bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 khi nào thì nên phối hợp thuốc? Ví dụ bệnh nhân nguy cơ thấp. Ví dụ bệnh nhân nguy cơ thấp trên lâm sàng như thế nào?
Như cái này tôi đã trình bày với các bạn, thí dụ như là tăng huyết áp độ 1, kể cả trong khuyến cáo gọi là của ESC năm 2018, tức là huyết áp bình thường cao, nhưng khi bệnh nhân đã có nguy cơ tim mạch, đã có các cái bệnh lý tim mạch kèm theo, thì chúng ta nên dùng thuốc tăng huyết áp. Và theo cái khuyến cáo mới bây giờ, nếu chúng ta dùng thuốc tăng huyết áp và trong những bệnh nhân như vậy, thì chúng ta sẽ dùng viên kết hợp và liều thuốc thấp. Của một bạn tiếp theo, bạn Linh, các câu hỏi chủ yếu là tăng huyết áp thôi, chắc là suy tim sẽ hỏi sau. Bạn Linh thì hỏi là trong bài có nhắc đến khuyến cáo của ISH nên khởi trị bằng thuốc phối hợp đôi liều thấp, sau đó mới chuyển liều thông thường. Xin cho biết liều thấp ở đây, ví dụ là liều như thế nào và liều thông thường là liều như thế nào. Thì cái này nó cũng rất là dễ hiểu các bạn. Tức là bây giờ bệnh nhân gọi là ở cái giai đoạn khởi đầu, thay vì mình dùng một viên thuốc của một cái liều thông thường một loại, bây giờ mình dùng hai loại. Thì như vậy rõ ràng nếu các bạn dùng hai loại mà cũng liều thông thường thì nó sẽ là cao so với bệnh nhân đó. Thì như vậy nó có cái viên phối hợp, mỗi thuốc thì nó sẽ khác nhau. Thì cái viên phối hợp mà ban đầu nó thì mỗi loại nó chỉ bằng nửa cái liều thông thường. Thì như vậy chúng ta sẽ chọn cái viên kết hợp mà thấp nhất mà chúng ta dùng. Và các bạn nhớ rằng nếu mà mình dùng kết hợp mà mình dùng theo cái liều khởi trị thông thường thì nó thành ra là tới tăng gấp đôi cái liều lên. Xin cho câu hỏi tiếp theo. Nếu bệnh nhân có vấn đề bệnh mạch vành, liệu mình chọn thuốc chặn thu thể angiotensin hay là thuốc ức chế men chuyển? Thì nếu mà chúng ta mà chỉ xét đơn thuần tăng huyết áp, thì chúng ta đã phân tích rồi, đơn thuần tăng huyết áp thì thuốc chặn thu thể angiotensin thì nó có vẻ khuynh hướng nó sẽ có những cái tốt hơn, ví dụ như là tác dụng phụ ít hơn, ví dụ như là cái giảm nguy cơ đột quỵ nhiều hơn, rồi tăng cái đái tháo đường mới khởi phát nhiều hơn. Còn nếu chúng ta chỉ xét riêng trong cái bệnh mạch vành thì thuốc ức chế men chuyển có vẻ có một số data tốt hơn. Thì cái việc đó tùy mình sẽ quyết định. Hay các bạn bây giờ đang điều trị tăng huyết áp thì thật sự á, thì chúng ta dùng loại nào cũng được. Đương nhiên là mỗi thuốc nó sẽ có một cái ưu điểm tốt hơn. Bây giờ nếu bệnh nhân mạch vành thì chúng ta vẫn được dùng được thuốc chặn thu thể angiotensin, chứ không phải là bệnh nhân mạch vành thì chúng ta không dùng được. Do đó thì tùy trong cái điều kiện của mình có cái gì chúng ta có thể dùng được cái đó. Ở đây người ta phân tích ra là thuốc này nó tốt hơn thuốc kia một chút, nhưng nó vẫn là thuốc chữ A. Tiếp theo là một câu hỏi về suy tim. Thì cái này là chắc là tiến sĩ Trường Sơn có thấy câu hỏi này không? Mà tôi đọc rồi tiến sĩ Trường Sơn trả lời ha. Bệnh nhân suy tim, phân suất tông máu là 20%, hẹp động mạch liên thất trước là 90%, được can thiệp mạch vành và điều trị acne, tức là sacubitril và valsartan 1 tuần. Lâm sàng suy tim cải thiện, nhưng bệnh nhân không sử dụng được tiếp acne vì lý do tài chính, không có bảo hiểm y tế chi trả. Và vào các đợt cấp suy tim mất bù cấp, nếu được sử dụng lại liều điều trị như thế nào? Và nếu không đủ điều kiện tài chính thì cân nhắc chuyển đổi thuốc như thế nào? Và xin mời thầy Sơn trả lời. Tức là ở đây là ngoài vấn đề chuyên môn, nó có cái chuyện mà tài chính, nó có bảo hiểm y tế, rồi nó có chuyện tái nhập viện lại. Xin mời thầy Sơn. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn đồng nghiệp. Thì cũng như các cái nghiên cứu đã trình bày, thế thì khi mà bệnh nhân suy tim đã dùng Uperio rồi lại bỏ thuốc do cái bảo hiểm mà phải được cấp về suy tim phải vào viện, thì đương nhiên chúng ta phải điều trị một cái suy tim mất bù trước. Và sau khi điều trị suy tim ổn định và huyết áp tâm thu lên khoảng độ trên 100-110 thì chúng ta có thể hoặc là dùng ức chế men chuyển hoặc là dùng acne. Thế thì vào acne thì chúng ta phải căn cứ vào cái huyết áp đạt được của bệnh nhân sau điều trị. Nếu mà cái huyết áp mà chúng ta đạt được trên 100-120 thì chúng ta dùng liều acne là 50mg 2 viên một lần. Còn nếu mà huyết áp chúng ta điều trị sau đợt cấp mà lên được khoảng độ 120 thì chúng ta có thể là dùng ngay ban đầu là liều 100mg 2 lần một ngày. Và cũng giống như các cái trẻ beta, khi đã bỏ thuốc rồi thì đương nhiên chúng ta lại phải khởi trị từ đầu, không thể nào chúng ta lại điều trị gối cái liều ban đầu. Thế còn đương nhiên nếu mà tài chính không đủ thì chúng ta lại điều trị theo cái phác đồ kinh điển của chúng ta, là dùng các cái thuốc kinh điển đã chế men chuyển hoặc thụ thể.
nếu mà sau này có thì chúng ta có thể gối tiếp vào trên cái nền mỡ trên men chuyển mà cụ thể đã dùng, thì cho bổ sung thêm magni để cải thiện cái triệu chứng và cải thiện về biến cố tim mạch. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn thầy Sơn. Thì rõ ràng như vậy ha, chúng ta thấy là ngay cả tăng huyết áp cũng vậy, bây giờ nó đưa ra là tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp thiết yếu, tức là nếu chúng ta không có đủ điều kiện thì chúng ta phải dùng những cái chúng ta có sẵn để chúng ta hạ huyết áp để giúp lợi ích cho bệnh nhân. Thì trong suy tim này cũng vậy thôi, và không phải là chỗ nào chúng ta cũng có đầy đủ acne. Tiếp theo, một câu hỏi tiếp theo cũng dành cho tiến sĩ Phạm Trường Sơn, là một bạn hỏi là có một bệnh nhân COPD kèm với suy tim, luôn có ran ẩm ở hai đáy nhưng em không thể dùng lợ tiểu liên tục được. À, em có thể dùng lợ tiểu liên tục được không? Ở bệnh viện em không có Tiazid, chỉ có furosemide, em có thể dùng thường xuyên không? À, xin mời tiến sĩ Sơn trả lời. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn câu hỏi của bạn đồng nghiệp. Thế khi mà có suy tim mà có COPD mà chúng ta nghe có ran ẩm, thì với kinh nghiệm chúng tôi thì hết sức cẩn thận là có thể, một là có thể suy tim nó vẫn đang tiến triển, chúng ta cần phải hỏi thêm các cái lâm sàng khám, rồi là các cái xét nghiệm. Cái thứ hai là chúng ta cẩn thận là cái bệnh phổi có thể nó vẫn đang tiến triển thì chúng ta phải điều trị đúng. Còn nếu chúng ta loại trừ là không phải bệnh phổi tiến triển mà đây là cái suy tim mà tiến triển thôi, thì ngoài cái việc dùng lợi tiểu thì chúng ta có thể dùng các thuốc phối hợp khác. Còn nếu mà chỉ xét về mảng lợi tiểu thì đương nhiên là chúng ta vẫn cái dùng furosemide là cái rất là tốt, nhất là trong cái suy tim mà nó có ép thấp, thì bản thân chúng tôi thì Thiazid thì cũng mức độ vừa phải thôi, nhưng mà kinh nghiệm chúng tôi thì thường là tôi dùng furosemide kể cả lúc nằm viện và kể lúc ra viện, thậm chí là chúng ta chuyển từ thuốc viên sang thuốc tiêm, nếu mà sau khi ổn định xong chúng ta quay lại về thuốc viên. Tới là furosemide là hiệu quả rất là tốt. Xin hết. Vâng, thì tôi cũng đồng ý với cái trả lời của thầy Phạm Trường Sơn. Tuy nhiên thì bạn cũng nhớ rằng á, một cái ran mình gọi là ran ẩm trên một cái bệnh nhân bệnh phổi mạn thì mình cũng phải rất là thận trọng. Ran ẩm ở đấy, ran nổ. Và như vậy, và cái việc mà mình đánh giá tình trạng xung huyết phổi cũng không chỉ dựa trên cái ran, mà còn có nhiều cái dấu hiệu khác nữa. Còn nếu chỉ vì cái ran không mà mình điều trị thì nhiều khi nó sẽ quá đối với bệnh nhân. Còn nếu mà mình đã xác định là đây là một cái tình trạng là thể gọi là thể ướt đó, thì chúng ta có chỉ định dùng lợ tiểu. Ở đây bạn hỏi là bây giờ mình không có thuốc Thiazid, chỉ có furosemide. Thì thật sự điều trị suy tim trong giai đoạn mà nếu dùng lợi tiểu thì người ta không dùng Tiazid, ta dùng thẳng furosemide luôn. Còn cái chuyện mà dùng thường xuyên hay không là sau đó thì mình xem cái việc đánh giá. Nếu mà cái tình trạng gọi là phù ướt của bệnh nhân vẫn còn tiếp tục thì các bạn bắt buộc không phải dùng, mà dùng ở liều thấp. Thì cái này trong các cái khuyến cáo về suy tim mạng người ta có trình bày. Tiếp theo thì một câu nữa cũng dành cho tiến sĩ Phạm Trường Sơn, đó là bệnh nhân xơ gan có bị cổ trướng cộng tăng huyết áp thì dùng thuốc lợ tiểu gì, liều như thế nào? Cái này nó hơi ra ngoài một chút, xin mời thầy Sơn ạ. Dạ vâng, thì cái này là có suy tim đúng không ạ, có xơ gan, cổ trướng rồi và có tăng huyết áp. Thì thứ nhất là chúng ta vẫn điều trị thì giống như các cái điều trị phác đồ kinh điển của cái suy tim. Tuy nhiên chúng ta cần đánh giá xem là cái mức độ phù bệnh nhân có nhiều không vì đã cổ trướng. Thì thường xơ gan thì có hai dạng ở trên bệnh nhân này, có thể nguyên nhân là do suy tim lâu dài nó làm cho tổn thương gan, hoặc thứ hai là bệnh lý xơ gan trên cái nền của suy tim thì chúng ta cần phải có các xét nghiệm rồi theo dõi rồi hỏi bệnh các thứ. Thì nếu chúng ta cũng chắc chắn là xơ gan này khả năng nhiều do suy tim thì chúng ta nên dùng ngoài cái lợi tiểu furosemide, chúng ta nên dùng kết hợp với liều galactose, vì chúng ta biết là khi mà gan tổn thương thì nó cái việc mà chuyển hóa của renin angiotensin aldosterone sẽ bị ảnh hưởng. Và như vậy chúng ta cái liều galactose thậm chí có thể cao hơn so với các liều khuyến cáo. Như ta biết suy tim thì galactose khá đốt tôn, thì chúng ta có thể dùng liều 2 viên 50mg hai lần một ngày chẳng hạn. Nhưng mà nếu có xơ gan thì thậm chí chúng ta dùng 4 viên 6 viên giống như cái điều trị xơ gan khác, nhất là khi có cổ trướng kèm theo. Vâng, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Sơn. Thì cái này tôi cũng rất là đồng ý với thầy Sơn. Riêng cái chuyện mà xơ gan cổ trướng được cổ tiêu hóa không thì cái thuốc lợi tiểu kháng aldosterone nó cũng đã là chỉ định rồi. Rồi trên bệnh nhân này vừa suy tim, nếu gọi là vừa suy tim vừa xơ gan cổ trướng điều trị lợ tiểu khó khăn, thì các bạn nhớ rằng mà khi mà điều trị lợ tiểu khó khăn thì có việc phối hợp lợ tiểu thì cũng lại có sự xuất hiện của thuốc lợ tiểu kháng aldosterone. Và có lẽ là câu cuối cùng của cái hội thảo ngày hôm nay là một câu cũng dành cho thầy Sơn, là thưa bác sĩ Sơn, bác sĩ có kinh nghiệm dùng acne mà trên bệnh nhân trước đó chưa dùng ức chế men chuyển không?
Và cũng cũng rất là may là chỗ khoa tim mạch của chúng tôi thì dùng ác ly khá sớm, cách đây khoảng 2-3 năm. Và trên rất nhiều đối tượng chúng tôi đã cũng có làm và đã thử đánh giá thì nhất là những bệnh nhân mà đợt cấp của suy tim vào viện thì sau khi chúng tôi đã điều trị ổn định về mặt suy tim, huyết áp tâm thu trên 100 thì chúng tôi kết hợp, chúng tôi điều trị ngay bằng các ác ly và hiệu quả đấy như ca vừa rồi, hiệu quả rất là rõ rệt. Và thứ hai thì suy tim mãn tính, nhưng mà chúng tôi thấy là ép thấp rồi là cái suy tim đáp ứng điều trị khó khăn thì chúng tôi cũng chuyển từ ức chế men chuyển hay cụ thể là sang ác ly. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý là với ức chế men chuyển thì chúng ta phải ngưng 36 giờ thì mới dùng ác ly, còn nếu mà dùng ức chế cụ thể thì hoàn toàn chúng ta thể gối ngay cái liều tiếp theo. Thì các đồng nghiệp cũng lưu ý cái thời gian để dùng thuốc. Xin Vâng, hết. vẫn còn hai câu nữa cho thầy Sơn. Tiếp theo một bạn hỏi là thuốc ức chế men chuyển và thuốc chặn thở angiotensin thì giảm đạm niệu liệu có nói được là bảo vệ thận hay không? Một số nghiên cứu gần đây nói về việc bảo vệ thận thì phải chứng minh được giảm tiến triển suy thận, giảm tử vong do bệnh thận. Xin thầy Sơn nói về thuốc ức chế men chuyển và thuốc chặn thở angiotensin có bảo vệ thận hay không? À, vâng, thì các nghiên cứu đã được chứng minh rồi cái vai trò của ức chế men chuyển và cụ thể thì trong cái việc cái giảm đạm niệu rất là rõ. Còn nếu bảo vệ thận lâu dài thì thực ra cũng chưa có các nghiên cứu nào mà nó khẳng định được cái vai trò mà ngăn ngừa các biến cố về thận. Thì còn cái giảm đạm niệu thì đã được xác chẩn. Còn về cái chỗ mà về cái thận thì thực sự là tôi cũng chưa chưa tìm hiểu kỹ về cái các cái thuốc của ức chế cụ thể và men chuyển về các biến cố về thận lâu dài. Chỉ biết là có những nghiên cứu như Renan chẳng hạn là cũng giảm được cái hiệu quả của cái ăn nguyên liệu. Và xin hết. Vâng, thì câu này thì tôi cũng nói thêm cái ý là trước đây nếu mà chúng ta không có những cái thuốc mà giống như là cái gì đó, SGLT2 vân vân, thì thật sự là đối với những bệnh nhân thận mà khi chức năng thận còn cho phép thì mình dùng ức chế men chuyển và dùng chặn thở angiotensin nó có tác dụng là làm chậm cái tiến triển của thận. Còn khi nó đã suy thận thì lúc đó thì thua. Và còn một câu hỏi cuối cùng dành cho thầy Phạm Trường Sơn. Đó là xin hỏi tiến sĩ Sơn có thể dùng SGLT2 thay cho acne hoặc là ức chế men chuyển hoặc là chặn thở angiotensin để điều trị suy tim phân suất tống máu giảm hay không? Và cũng cảm ơn Mời câu thầy hỏi của Sơn. bạn rất là hay. Dạ. Và thì chúng ta cũng biết là thực ra cái điều trị của cái bệnh tim mạch đặc biệt suy tim thì chúng ta cần phối hợp của nhiều thuốc. Chúng ta biết là suy tim có thể dùng ức chế men chuyển hoặc chặn beta. Thì chúng ta không nói là tôi dùng chế men chuyển thôi, còn tôi không dùng chặn beta nữa. Cũng như vậy. Và mỗi một cái thuốc thì có một khâu riêng và làm tăng cái hiệu quả của các cái thuốc khác lên. Thì khi chúng ta đã dùng ức chế men chuyển thì thôi acne hoặc ngược lại acne thôi ức chế men chuyển. Còn có thể nếu có điều kiện thì chúng ta nên dùng cả hai cái. Thì tất nhiên là hiện nay thì mới chỉ khuyến cáo cho mặc dù có nghiên cứu ở bệnh nhân suy tim mà không ấy được nhưng mà chưa có khuyến cáo chính thức mà thì chúng ta chỉ nên dùng ức chế SGLT2 ở bệnh nhân mà có ấy đường và có suy tim. Thì dù dùng ACNI rồi hay ức chế men chuyển rồi có điều kiện thì chúng ta thể dùng ức chế SGLT2 chứ không thể bỏ được ức chế men chuyển, bỏ được ức chế ACNI mà chúng ta chuyển sang dùng SGLT2. Như vậy có điều kiện nên dùng cả hai. Thì và không có điều kiện thì theo như tôi chưa có khuyến cáo thì tôi vẫn dùng các cái thuốc cơ bản chứ chưa dùng ức chế SGLT2. Vâng, Vâng, xin cảm hết. ơn tiến sĩ Sơn. Thì câu này tôi cũng rất hoàn toàn đồng ý với thầy Sơn. Tại vì mỗi thuốc nó sẽ một cái cơ chế tác dụng khác nhau. Mà chúng ta không thể dùng ức chế men chuyển thay thế cho chặn thở beta. Và như vậy thì cho đến thời điểm này, mặc dù là sau nghiên cứu DPA-HF, sau nghiên cứu EMBA-REDUCE, thì cái vai trò của SGLT2 được chứng minh là cái vai trò trong điều trị suy tim mà trên bệnh nhân không có đái tháo đường. Tuy nhiên cho đến giờ này thì các bạn nhớ rằng là khuyến cáo chưa có và Bộ Y tế mình thì cũng chưa đưa có cái việc đó. Thành ra mình hiện giờ thì mình rất là hy vọng là sẽ có khuyến cáo SGLT2 điều trị cho bệnh nhân suy tim mà không có đái tháo đường. Còn cho đến thời điểm này thì chúng ta chỉ dùng SGLT2 cho bệnh nhân suy tim mà có đái tháo đường. Đó là về mặt khuyến cáo. Và cái thứ hai là về mặt cơ chế thì chúng ta không thể thay một loại thuốc này bằng một loại thuốc khác được. Ví dụ như các bạn không thể thay mà acne là thay cho cái thuốc lợi tiểu kháng aldosterone được vì mỗi thuốc nó đều có một cái cơ chế khác nhau và hiện giờ khuyến cáo là người ta dùng đồng hành tất cả các cơ chế phối hợp với nhau để cố gắng làm giảm tỷ lệ tử vong tim mạch nhiều nhất, giảm tỷ lệ tử vong chung nhiều nhất, giảm tái nhập viện nhiều nhất chứ không có là dùng thuốc này thay thế cho thuốc kia. Thì như vậy thì
Chúng ta cũng có một cái phiên hội thảo rất là thú vị với hai bài báo cáo, một bài về tăng huyết áp của tôi và một bài báo cáo về suy tim của tiến sĩ Phạm Trường Sơn. Và chúng ta đã có rất là nhiều cái câu hỏi thảo luận rất là sôi nổi. Thì tôi nghĩ rằng những đồng nghiệp nào, các bạn nào mà chúng ta còn có những câu hỏi thắc mắc thì xin gửi cho ban tổ chức. Thì ban tổ chức sẽ chuyển cho đến các báo cáo viên để trả lời. Và xin thay mặt cho ban tổ chức, cho chủ tọa đoàn thì xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Trường Sơn ở đầu cầu Hà Nội làm báo cáo viên với báo cáo rất là hay. Và xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp mà buổi trưa hôm nay chúng ta cùng lên sóng để tham gia với buổi hội thảo vô cùng thú vị này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào thầy Sơn. Vâng, xin chào thầy Dũng, xin chào các bạn đồng nghiệp. Okay.